Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm khiến ba trẻ nhỏ tử vong tại huyện Ba Vì, Hà Nội tối ngày 12 tháng 5, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu. Cụ thể, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ba Vì, vào thời điểm đêm ngày 12 tháng 5, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn, lượng mưa trung bình đạt 85mm, trong đó nhiều điểm mưa trên 100mm. Tại xã Ba Trại, mưa lớn đã khiến lượng nước dồn về phần tường nhà không có rãnh thoát nước phía ta luy dương dẫn đến việc tường bị đổ vào phía trong khu vực các cháu nhỏ đang chơi. Sự cố đã gây tử vong cho ba nạn nhân. Cũng theo báo cáo này, khu vực tường đổ là tường ngăn xây gạch dày 22cm, không có trụ dầm chịu lực. Trước đó vào khoảng 22 giờ 20 phút tối ngày 12 tháng 5, lực lượng chức năng tại xã Ba Trại, Ba Vì Hà Nội nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà ông Trần Văn Việt ở thôn 6 xã Ba Trại xảy ra vụ sạt lở đất tường bao làm cho ba cháu nhỏ đang chơi trong sân bị đất đá vùi lấp. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã đã triển khai ngay lực lượng xuống hiện trường thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn.